Em hôm nay thầy dẫn các em tất cả những cái vấn đề liên quan đến hiệu suất phản ứng một cách bài bản chi tiết nhất. Chúng ta ghi bài cho thầy nha. Là hiệu suất của phản ứng học. Chúng ta đến với phần 1. Một lớn là khái niệm về hiệu suất. Thế thì bây giờ chúng ta lấy ví dụ như này. Ví dụ thực tế thôi. Bây giờ các em bỏ ra 100.000 để đầu tư làm một cái việc gì đấy, nhưng mà chúng ta chỉ thu lại được hiệu quả chỉ có 80.000 thôi. Đấy, vậy thì các em thấy việc này có hiệu quả không? Đấy, cũng chưa hiệu quả lắm đúng không? Rồi, thế nếu như ta bỏ ra 100.000 thu lại được 90.000 chẳng hạn thì điều này là hiệu quả hơn. Rồi nếu mà ta chỉ thu bỏ ra 100k, ta chỉ thu lại được 40k chẳng hạn, vậy thì cái việc này lại càng không hiệu quả. Vậy thì để đánh giá được mức độ hiệu quả của một việc thì chúng ta tính toán một con số, đó chính là lấy cái thu về nha, thu về chia cho bỏ ra và nhân 100. Đấy, vậy thì cái này của chúng ta là con số là 80%. Đấy, cái này là 90%, cái này là 40%. Đấy, vậy thì cái con số lấy thu về chia cái bỏ ra này nhân 100 mà càng lớn thì cái mức độ hiệu quả nó sẽ càng lớn. Vậy trong phản ứng học cũng như vậy, người ta cũng dùng một con số để đánh giá được cái mức độ hiệu quả của phản ứng học. Để đánh giá được mức độ hiệu quả của phản ứng học thì người ta dùng một khái niệm, đó chính là hiệu suất phản ứng. Vậy hiệu suất phản ứng là gì? Hiệu suất phản ứng học là một con số để đánh giá cái mức độ hiệu quả của phản ứng. Mức độ hiệu quả của phản ứng học. Tất nhiên là người ta phải quy về phần trăm rồi nhé. Kiểu như là quy về phần trăm. Đấy, quy về phần trăm. Phần trăm có nghĩa là như thế nào? Là ta nhân đến 100 thôi, cực kỳ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ thầy lấy ví dụ này. Một cái ví dụ. Chúng ta có một cái bình. Bình này để diễn ra các cái phản ứng học. Giả sử bây giờ thầy bỏ ra 100. 100 phân tử A. Đấy, bỏ vào trong bình này 100 phân tử A, sau đó thì chúng ta thực hiện phản ứng. Tuy nhiên, không phải tất cả 100 phân tử A nó đều bị mất đi, hay là không phải tất cả 100 phân tử A nó đều có phản ứng, mà chỉ có 90. Đấy, chỉ có 90 phân tử phản ứng thôi. Còn lại 10 phân tử là vẫn còn không phản ứng hết. Vậy lúc đó người ta đánh giá cái mức độ hiệu quả như thế nào? Đây, lúc đó hiệu suất sẽ được tính bằng 90 trên 100 và nhân 100, tức là bằng 90%. Vậy thì ở đây chúng ta có công thức đầu tiên để tính hiệu suất của phản ứng. Vậy công thức đầu tiên là hiệu suất phản ứng thì bằng số mol phản ứng, thầy viết tắt nhá, trên số mol ban đầu, thầy viết tắt thôi, ban đầu nhân 100. Nhân 100. Đấy. Tất nhiên là đơn vị của nó là phần trăm rồi nhá. Đơn vị của nó là sẽ là phần trăm. Đây, ví dụ như cái này chẳng hạn này. Chúng ta sẽ tính được ở đây là 90%. Đây, ví dụ như ở đây chẳng hạn.
Đây, chúng ta tính được hiệu suất phản ứng là 90% nhé. Cái phần trăm thì là đơn vị thôi các em ạ. Cái phần trăm này nhớ chỉ là đơn vị thôi. Đấy, là đơn vị thôi. Chứ dùng là chúng ta không dùng máy tính bấm cái chữ phần trăm này đâu. Đấy, các em nhớ cái phần trăm chỉ là đơn vị thôi. Đây là cách tính thứ nhất. Bây giờ chúng ta có một cái ví dụ thứ hai để chúng ta rút ra được cái công thức thứ hai. Bây giờ thầy có một cái bình phản ứng cũng tương tự như cái bình trên. Đây, thầy cho vào 100 phân tử. Đây, thầy cho vào bình phản ứng 100 phân tử A. Lẽ ra nhá, lẽ ra là nó phải đấy, lẽ ra nó phải tạo được hay tạo ra là 100 phân tử sản phẩm B. Phân tử sản phẩm B. Đấy. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Đấy, thực tế chỉ thu được 80 phân tử thôi. Nhưng thực tế chỉ có 80 phân tử B thôi. Vậy thì hiệu suất bây giờ tính như nào? Vậy thì lúc đó hiệu suất H sẽ được tính là 80 phân tử thu được thực tế của B và chia cho 100 phân tử A, à, phân tử B lẽ ra phải có nhân 100. Đấy, đây, tính ra bằng 80%. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ hiểu cái suất được tính theo cách thứ hai như thế nào. Đấy, vậy từ đó ta mới suy ra tổng quát H sẽ bằng số mol thực tế. Đấy, chia cho số mol lý thuyết và nhân với 100. Bây giờ thầy sẽ giải thích thế nào là thực tế và thế nào là lý thuyết. Đây. Thầy ví dụ như này. Đốt cháy. Đốt cháy 0,2 mol H2 trong oxy dư. Thu được 0,1 mol nước. Đấy, yêu cầu tính hiệu suất. Nào, bây giờ ta viết phương trình nhé. Giải. Thì có H2 cộng O2 thành H2O. Ở đây là cân bằng 2, 2. Ban đầu mol hydro là 0,2. Lẽ ra nước phải thu được. Đấy. Lẽ ra nước phải thu được là 0,2 nhân 2 trên 2 là 0,2. Đấy. Vậy số mol có H2O theo phương trình, tính theo phương trình mà cách nhân chéo với thẳng đấy thì gọi là số mol lý thuyết nha. Lý thuyết chính là số mol của chất sản phẩm tính theo phương trình bằng cách nhân chéo với thẳng. Lý thuyết sẽ bằng 0,2 nhân 2 trên 2 bằng 0,2. Thế nhưng mà cái 0,1 mol nước ở đây này chính là số mol hydro ở trên số mol nước thực tế thu được. Vậy thì hiệu suất được tính bằng 0,1 là số mol nước thực tế thu được và chia cho 0,2 nhân 100 chỉ đạt được 50% thôi. Đấy.
Vậy chốt, chúng ta kết luận. Kết luận có hai công thức để tính hiệu suất. Có hai công thức. Cách một hay công thức một được là tính theo chất ban đầu. Thì H sẽ bằng N phản ứng trên N ban đầu 100. Để đóng khung số này cho thầy nha. Xong rồi tập viết cho thầy 5 lần cho thuộc. Đó. Bây giờ đến cách thứ hai. Cách thứ hai này. Cách hai là tính theo sản phẩm. Tính theo sản phẩm. Thì công thức là H sẽ bằng N thực tế trên N lý thuyết. N thực tế trên N lý thuyết nhân 100. Bây giờ thầy sẽ lấy một bài tập ví dụ nha, ví dụ khác đi. Để chúng ta tính theo hai cách nó được ra kết quả giống nhau. Thầy có một bài tập ví dụ. Đốt cháy. Đốt cháy là 0,1 mol. Đốt cháy 0,1 mol H2 trong oxy dư thu được 0,05 mol nước. Yêu cầu là hãy tính hiệu suất. Bây giờ nó xét hai cách em ạ, nó giải theo hai cách. Đấy, chúng nó giải theo hai cách nhá. Bây giờ thầy trẻ đôi ra, thầy trẻ đôi ra nhá. Cách một và cách hai cùng làm lúc luôn. Cách hai, thế thì phương trình phản ứng cũng vẫn vậy thôi. Phương trình phản ứng vẫn vậy là H2 cộng O2 thành H2O. Đấy. Cân bằng. Đây. H2 cộng O2 thành H2O. Chúng ta vẫn cân bằng y hệt như thế. Rồi. Thế ban đầu. Tôi sẽ tắt này. Ban đầu hydro là 0,1. Thì theo phương trình. Đấy. Theo phương trình thì mol hydro là 0,1. Thì mol nước là 0,1. Nhân 2 C2 nhé. Đây số 2. Đấy. Nhân chéo cho thẳng. 0,1 nhân 2 C2. Thì số mol của nước theo công trình là 0,1. Rồi. Tương tự như vậy. Bên này cũng thế. Ban đầu số mol hydro là 0,1. Vậy thì mol nước sinh ra cũng là 0,1. Đấy. Thì đây chính là cái ban đầu này. Thế nhưng mà chúng ta tính theo cách 1 là tính theo chất ban đầu. Thì thực tế sau thì mol nước là người ta cho đây này. Mol nước người ta cho đây là 0,05 này. Đấy. Vậy thì sau ở đây nước là 0,05. Vậy từ đó em nhân chéo cho thẳng lấy 0,05. Đây thầy viết màu đỏ cho dễ nhá. 0,05 nhân 2 xong rồi chia 1 là 0,2 chia 2 ở đây. Nhân chéo chia thẳng thì mol hydro phản ứng cũng là 0,05, để suy ngược lại là 0,05. Đấy. Từ đây tính thầy hiệu suất. Hiệu suất H sẽ chính bằng mol phản ứng trên mol ban đầu là 0,05 trên 0,1 nhân 100 như bằng 50%. Đấy là cách 1. Cách 2 là tính theo sản phẩm. Cái này chính là lý thuyết này. Đấy, ban đầu có 0,1 suy ra mol nước ở đây là 0,1, cái này là lý thuyết nhá, thì viết tắt là lý thuyết. Thế nhưng mà thực tế. Đấy, cái thực tế. Thực tế là nước chỉ thu được 0,05 thôi. Đấy, vậy từ đó suy ra hiệu suất H cũng chính bằng
0,05 trên 0,1 nhân 100 vẫn bằng 50%. Đấy. Chúng ta tính theo cả hai cách thì đều giống nhau. Thế các em đã hiểu thế nào là theo cách 1 là theo chất ban đầu. Cách 2 là theo sản phẩm. Thì đều ra cùng một kết quả. Và cách tính thì nó cũng dễ như nhau thôi. Không có gì khó cả. Bây giờ thầy hướng dẫn các em đến phần thứ hai. Phần thứ hai đó là cái tính hiệu suất. Tính hiệu suất theo chất ban đầu. Theo chất ban đầu thì cần phải chú ý một chút. Thì chọn thôi, thầy ghi này cái mục đề mục lại đi. Cách chọn chất để tính hiệu suất. Cách chọn chất ban đầu. Để tính hiệu suất. Đây, tổng quát là như này, thì tổng quát nhá. Thì có chất A cộng chất B biến thành chất C cộng chất D. Sau đó là cân bằng là A là B là C là D. Và ban đầu người ta cho A là X mol, B là Y mol. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn tính hiệu suất theo chất A hay chất B. Ta có hiệu suất H bằng N phản ứng trên N ban đầu nhân 100. Đấy. Thế nhưng vấn đề là chúng ta chọn chất phản ứng ở đây là theo chất nào? Chất A, chất B. Hay vấn đề là theo chất nào? Theo A. Đấy. Hay là B. Vậy thì ta làm thế nào ta biết được tính theo chất A hay tính theo B? N phản ứng của A trên N ban đầu của A hay là N phản ứng của B trên N ban đầu của B? Đây, chúng ta sẽ có cái cách chọn như thế này. Cách chọn ta xét thì số này này, đây lấy x trên A, x trên A so với y trên B nha. Lấy x trên A so với y trên B, cái nào nhỏ hơn thì tính theo cái đấy. Đây thấy đồng hồ đỏ này, ta xét cái tỷ số này x trên A vs y trên B, số nào nhỏ hơn thì chọn chất tương ứng. Số nhỏ hơn thì chọn chất tương ứng. Tức là nếu x trên A nhỏ hơn y trên B thì ta tính theo chất A. Nếu mà y trên B nhỏ hơn x trên A thì tính theo chất B. Đấy. Nếu x trên A mà nhỏ hơn y trên B thì tính theo A. Nhưng còn x trên A mà lại lớn hơn y trên B thì chúng ta sẽ chọn tính theo B. Thế nếu trong trường hợp mà x trên A bằng y trên B thì sao? Thì chúng ta tính theo chất nào cũng được nha. Em chọn bất kỳ theo chất nào. Nếu x trên A mà bằng y trên B thì theo A và B cũng được. Theo A hay B đều được. Đều được. Đấy, thì chọn. Bây giờ thầy lấy một ví dụ minh họa thế này. Ví dụ nha. Thì ví dụ thế này. Đốt cháy 0,1 mol H2 trong 0,1 mol oxy lại thu được 0,05 mol nước
Nhu cầu hãy tính hiệu suất của phản ứng. Nào, chúng ta giải bài này như thế nào? Đây. Đầu tiên là xét phương trình là O2 cộng với H2 thì thành H2O. Thành H2O. Xong cân bằng. Đây là 2, đây là 2. Bây giờ ban đầu oxy có 0,1, nước có 0,1, sau phản ứng thì nước có 0,05. Đấy, vậy thì số mol phản ứng của oxy sẽ là 0,05 nhân 1 trên 2 là 0,025. Số mol nước 0,05 thì số mol hydro sẽ là 0,05 nhân 2 chia 2 là 0,05. Vậy bây giờ ta chọn tính theo chất nào? Tính theo oxy hay là tính theo hydro? Này, ta xét được số này này, ta có tỷ số này này, 0,1 trên 1. Đấy, 0,1 trên 1 so với 0,1 trên 2. 0,1 trên 2. Cái này sẽ lớn hơn. Vậy thì chúng ta chọn tính theo hydro. Vậy suy ra là tính theo hydro. Vậy thì ta tính đi. Bây giờ thay số vào thôi. Vậy từ đó H sẽ được tính như này. H sẽ bằng số mol phản ứng là 0,05 trên số mol ban đầu là 0,1 nhân 100. Đấy. Bằng 50%. Bây giờ thầy dẫn em đến phần tiếp theo là phần số 3. Phần 3. Đó là tính chất sau phản ứng hay là trước phản ứng theo hiệu suất. Tính chất sau phản ứng. Hoặc là trước phản ứng. Khi biết hát nó sẽ phần A. Z phần A là tính chất sau phản ứng. Thì cái này chính là N thực tế đấy. Nào, chúng ta xuất phát công thức gốc nào. Công thức gốc H sẽ bằng N thực tế trên N lý thuyết nhân 100. Đấy. Vậy từ đây em mới suy ra là N thực tế. Đây, cái này này. Thì bằng cái này nhân với này. Nhân và chia ra cái này. Đấy. Thì sẽ bằng N lý thuyết nhân với H là trên 100. Rồi, bây giờ ta lấy ví dụ nha. Ví dụ. Ví dụ. Đốt cháy 0,1 mol H2 trong oxy dư. Đã thu được 0,06 mol nước chẳng hạn. À, thầy xin lỗi. Hãy tính khối lượng nước thu được. Tính khối lượng nước thu được. Để cho biết H bằng 80%. Đấy. Vậy bây giờ thầy dẫn cách giải nhá. Bài giải. Đầu tiên là các em viết phương trình ra H2 cộng O2 thành H2O, xong cân bằng 2, 2. Thì theo đề bài, ban đầu số mol của hydro là 0,1, thì số mol nước
là 0,1 nhân 2 nhé, 0,1 nhân 2 chia 2 nhân chéo thẳng thì 0,1. Vậy thì n của H2 thực tế, đây chính là lý thuyết đấy. Cái nhân chéo chia thẳng theo phương trình là lý thuyết. Thực tế chính bằng 0,1 nhân với lại H là 80 và trên 100 thì bằng 0,8, 0,08 mol. Xong từ đây em tính ra khối lượng thôi nhá. Tính khối lượng thì quá dễ rồi, thầy không có gì nói nữa cả. Đấy. Vậy thì ở đây thầy sẽ có một cái chú ý này. Chú ý. Hay là cái này là cái kinh nghiệm thì đúng hơn. Cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm để nghĩ nhanh nhá. Nghĩ nhanh. Đây, em hình dung ra cái mô hình nó như thế này. Mô hình như này. Đây là cái mũi tên như này. Mô hình cái mũi tên nhá. Đấy. Tức là ban đầu. Đấy, sau. Ban đầu thì nó lớn. Ban đầu thì lớn. Ban đầu thì nó là lượng lớn, sau là lượng nhỏ. Chính vậy thầy vẽ cái ban đầu to hơn, cái sau nhỏ hơn. Vậy thì từ đầu ra sau là từ lớn ra nhỏ. Từ lớn ra nhỏ thì mình sẽ nhân với hiệu suất. Nhân với hiệu suất là H. Và chia cho 100 nha. Chia 100. Đấy. Nhân với hiệu suất là số nhỏ. Và chia cho 100 thì nó sẽ biến ban đầu thành cái sau nhỏ hơn. Vì mà hoặc ra là do H nhỏ hơn 100. H là hiệu suất luôn luôn nhỏ hơn 100. Chính vì vậy mà nhân H và chia 100 thì nó sẽ bé đi. Đấy, thế thì cách nghĩ ở đây nó sẽ giúp mình nhanh hơn như thế nào? Là ta có áp dụng vào trường hợp này nhé. Áp dụng là H2 cộng O2 thành H2O. Xong cân bằng 2,2 vào đây. Ban đầu là 0,1. Thì suy ra nước là 0,1. Vậy suy ra mol của H2O thực tế sẽ nhỏ đi. Thực tế là trên cái sau đấy. Nó sẽ nhỏ đi. Nhỏ đi thì tức là bằng cái ban đầu. Bằng cái sinh ra này là 0,1 này. Nhân với H là 80. Là cái nhỏ này. Và chia 100. Đấy, thì bằng 0,08. Thế thì mình sẽ không cần phải nghĩ đến công thức này nữa. Mình không cần phải nghĩ đến công thức này. Đây. Mình không cần phải nghĩ đến công thức H bằng N thực tế trên N lý thuyết như 100 để biến đổi công thức nữa. Biến đổi công thức mất thời gian lắm em ạ. Em chỉ cần nghĩ cho thầy một cách đơn giản là đây, ban đầu là lớn, sau là nhỏ. Muốn được cái nhỏ hơn thì mình nhân với H chia 100 nhá. Tính toán bình thường. Tính toán bình thường và nhân H chia 100. Bây giờ đến cái phần thứ tiếp theo, phần B là tính chất ban đầu. Phần B là tính chất ban đầu. Thì gốc gác của nó là chỗ này. Vẫn là từ công thức thôi. H sẽ bằng mol thực tế. Đấy. À, mol phản ứng trên mol ban đầu. Mol phản ứng trên mol ban đầu nhân 100. Đấy, vậy từ đó ta suy ra n ban đầu thì như nào? Đây, n ban đầu này thì bằng đảo vị trí, đảo H xuống dưới, n ban đầu lên trên. Vậy đó n ban đầu sẽ bằng n phản ứng nhân 100 về trên H. Đấy. Bây giờ thầy lấy ví dụ này. Ví dụ đốt cháy H2 trong oxy dư thu được 0,05 mol nước. Hãy tính V của H2 ở điều kiện tiêu chuẩn cho H bằng 60%. Rồi, bài giải. Thì em vẫn viết phương trình cho thầy nhé. Phải viết phương trình cho thầy là H2O
H2 cộng O2 thành H2O. Xong cân bằng 2 2 vào đây. Thế thì đây, sau phản ứng ta có số mol của nước là 0,05. Đấy, xong em nhân chéo cho thẳng. Nhân chéo 0,05 nhân 2 chia 2 nhé, 0,05 nhân 2 chia 2 thì 0,05. Thế là sau nhá. Sau phản ứng. Và cái này chính là cái phần phản ứng, chính là N phản ứng. Vậy từ đó ta mới suy ra, hay là do xuất phát ứng từ gốc này, H sẽ bằng N phản ứng trên N ban đầu 100. Với thay số này, H là bằng 60, N phản ứng là NH2O phản ứng trên NH2O ban đầu nhân 100. Khi NH2O phản ứng thì thầy viết ở trên rồi đấy, bằng 0,05. Suy ra 60 bằng 0,05 trên NH2O ban đầu nhân 100. Thế từ đây em suy ra là NH2O ban đầu đặt vị trí thôi, bằng 0,05 nhân 100 trên 60. Đấy, bấm máy tính này ra. Thế từ đó em tính ra đầy V của H2 nhá. Rồi, thế nhưng mà cách nghĩ nhanh này, kinh nghiệm để nghĩ nhanh. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm là chúng ta nghĩ nhanh như thế nào? Đây, em viết phương trình bình thường H2 cộng O2. Ở đây, phải viết mô hình nhé. Mô hình này vẫn là cái mô hình cái mũi tên này thôi. Đấy, đầu, sau. Đầu thì lớn, sau thì nhỏ. Từ đó đầu ra sau thì nhân với H trên 100, thì còn sau mà tính ngược lại đầu thì là nhân với 100 trên H. Đấy, nhân với số to trên số nhỏ thì nó sẽ ra. Cái này chính là vì H nhỏ hơn 100. Đây, áp dụng vào đây nhá. Thầy áp dụng này. Áp dụng thì ta vẫn viết phương trình ra, H2 cộng O2 thành H2O 2 2, thì số mol của H2O bằng 0,05. Vậy suy ra mol của H2 bằng 0,05 nhân 2 trên 2 bằng 0,05. Vậy thì suy ra NH2 cần dùng chính là cái ban đầu đấy, chính là bằng cái mà mình vừa tính đấy. Này chính là phần phản ứng đây. Đấy, bằng 0,05 nhân với 100 trên hiệu suất là trên 60. Đấy, xong em bấm máy tính ra, xong em suy ra V của H2. Đấy, thế thôi. Vậy để chốt nhá. Vậy để chốt ở đây, cách tính như này, mô hình như này, cái đầu này, cái sau này. Từ đầu mà ra sau thì nhân với H là trên 100. Thế còn sau mà tính ngược lại từ đầu thì nhân 100 trên H. Đấy, thế thôi.